Hello anh em, mình là Ken Motun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách làm những con haza. Đèn haza là gì? Là cái đèn mà anh em hay gọi là cái đèn ưu tiên ấy, đèn báo sự cố ở trên xe ô tô. Đó, thì hôm nay thể theo nguyện vọng của anh em ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái đèn haza, một cái mạch haza rất là đơn giản thôi, ai cũng thể tự làm được. Để chuẩn bị ấy, thì anh em có thể kiếm cho mình một cái công tắc như này. Đó, ra tiệm sửa chữa xe máy hay là tiệm bán phụ tùng xe máy ấy, có những cái công tắc như này. Đây là mình đã khui sẵn ra, là mình đã hàn sẵn như thế này. Đó. Thì mình thích làm những cái công tắc như này hơn. Khi mà lắp lên xe thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn, nó đẹp. Đó. Hoặc là anh em có thể mua một cái công tắc như thế này. Đó, nó chỉ có 10k thôi. Một cái công tắc như này nó tầm 15-20k. Đó, khi mà về thì anh em khoét cái đằng sau này ra, anh em hàn một cái dây, hai cái đầu dây ở đây. Đó. Khi mà hàn đầu dây thì cái dây mà ở đằng phía cái chấm tròn đây thì nó sẽ là đường vào, còn cái dây ở cái rắc giữa này thì nó sẽ là rắc ra để ra các bóng đèn đó. Đó, vậy là xong cái khoản công tắc này. Thì anh em sẽ kiếm cho mình hai cái con diode. Đây, hai con diode như này. Ở đây thì mình sử dụng cái con diode là 0747. Đó, nó hơi bé nên anh em có nhìn. Đây thì mình có con to hơn. Đấy, anh em dễ nhìn hơn. Nói chung là cứ là diode là được. Đây là diode 540. Đó, anh em nhìn rõ diode 540. Thì ở đây mình có cái vỉ mạch này, mình lấy ở trên cái vỉ mạch này, mình đi xin cái vỉ mạch về. Thì những cái con diode này anh em có thể mua ở những cái cửa hàng mà bán linh kiện đồ điện tử đó. Nó cũng rất là rẻ thôi. Như cái con này mua chắc nó chỉ rơi tầm 1.000 đồng. Một cái công tắc này rơi là tầm 15-20k nữa. Đó. Thế là xong. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đấu. Ở trên thân cái con diode này nó sẽ có một cái vạch trắng này. Thì từ cái vạch trắng này nó sẽ là ra các bóng đèn xi nhan. Đó. Còn ở dưới nó màu đen tuyền này, nó sẽ là mạch đi vào, đường điện đi vào từ công tắc. Đây mình sẽ ví dụ là từ cái công tắc này. Đó, mình sẽ đấu vào đây. Chỗ này là đường đầu ra, đây là sẽ là ra các bóng. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà xác định cho mình cái con diode như này, như nào là sống và như nào là chết. Thì nếu anh em mua mới thì tất nhiên là nó sẽ là con sống. Còn khi mình lấy ở những cái vỉ mạch cũ như này này, có thể nó sẽ sống hoặc là nó sẽ chết. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách xác định cái con diode này sống hay chết. Đó. Rất đơn giản thôi. Đây là mình sẽ làm cái con to cho anh em dễ nhìn. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái bình ắc quy 12V, một cái bóng đèn mình có câu sẵn hai đầu dây này. Khi anh em đấu bóng đèn là đó, nó sẽ sáng. Thì anh em cặp một đầu của cái bóng đèn này vào cái vạch mà hướng cái đầu trắng của con diode này. Đó, dí vào cái cực ắc quy mà cái bóng nó sáng thì chứng tỏ con diode còn sống. Còn khi anh em đấu ngược lại nhá, cái đầu đen này này, thì anh em đấu vào cái đầu bóng đèn này mà anh em dí vào cực bình ắc quy mà cái con cái bóng đèn này nó không sáng á, thì là cái con diode này vẫn còn tốt nhá. Đó, tương tự như vậy thì mình sẽ thử hai con bé này để tránh tình trạng khi anh em làm xong rồi mà nó lại thông mạch. Thì khi anh em bật xi nhan ấy, thì nó sẽ sáng luôn cả 4 bóng luôn. Đó. Đó, tốt. Anh em đấu ngược lại mà cái bóng không sáng là cái con này tốt. Nếu mà cái bóng mà sáng là phải thay con này ngay, dùng con khác. Đó, ok. Rất đơn giản thôi. Bây giờ cái bóng đèn này bút qua một bên. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ còn lại một cái công tắc và hai con diode. Anh em chuẩn bị thêm cho mình hai cái cọng dây như này nữa. Tất cả sẽ là 4 cái cọng dây. Dây ngắn, dây dài thì tùy anh em, màu gì cũng được. Nói chung là do anh em tự làm, để tự phân đầu ra.
Ok, bây giờ là cái con diode này, anh em nhìn rõ nhé, nó có cái đầu trắng này, đó, thì nó sẽ là hướng về bóng xi nhan. Còn hai cái đầu dài ở dưới này ấy, thì anh em xoáy nó vào, đó, thì cái đầu một đầu của công tắc, anh em hãy hàn vào đây, đó, anh em hàn vào đây. Còn đầu ra bóng đèn ấy, thì anh em có thể quy ước một giây như nào tùy anh em hàn vào đây. Đó, thì nó sẽ ra bóng xi nhan. Bây giờ thì mình sẽ thao tác mình hàn. Nói chung là rất đơn giản thôi. Nếu mà anh em có máy hàn thì anh em có thể hàn. Còn không thì khi mình mua cái con mới nó dài này, anh em xoắn đầu dây vào cũng được. Nói chung là mình làm như thế nào để cho nó khỏi chập chờn. Đó, rất đơn giản thôi. Đấy, như thế này. Ở đây thì mình có chấm sẵn thiếc ở cái đầu dây điện đây rồi. Đó, thì bây giờ mình chỉ cần đặt vào đây hàn là được. Ok. Đó, nó sẽ là như thế này. Tương tự thì còn hai cái đầu còn lại. Hai cái đầu còn lại đây. Thì anh em sẽ hàn cho mình hai đầu dây điện. Đó, mình sẽ hàn vào một tay nha. Nó cũng hơi khó tí. Ok, giờ tiếp tục là sẽ hàn đầu dây còn lại vào cái đầu này là xong. Thế là đã xong cái mạch. Đó, đấy, đã xong. Đây, nó khi làm xong nó sẽ như thế này. Đây là công tắc của mình. Đấy, rất đơn giản thôi, mạch cực kỳ đơn giản. Mình sẽ chỉ cho anh em luôn cái cách lắp trên xe. Một cái đầu ở cái công tắc này. Đó, một cái đầu thừa ở cái công tắc này. Thì anh em sẽ đấu vào cái dây nâu. Xin lỗi anh em, nó là cái dây xám từ rơ le xi nhan lên. Ở trên xe của các bạn, xe gym hay xe way, nó chỉ có một cái dây xám thôi. Thì cái dây xám đó là cái dây từ rơ le xi nhan để đi vào công tắc xi nhan. Thì anh em sẽ rút cái rắc ra, anh em sẽ đấu trước công tắc xi nhan. Đó, còn lại hai cái đầu dây từ cái con diode này đưa ra lên trên này. Nói chung là dài hay ngắn là tùy thuộc anh em nhé. Một đầu dây vàng đây, anh em sẽ đấu vào dây cam xi nhan vế bên trái. Đầu còn lại anh em đấu vào dây màu xanh lơ vế bên phải. Nói chung hai cái đầu dây này anh em đã xác định được cái dây ở cái bóng đèn xi nhan rồi, là cái dây dương đó, là dây cam hoặc dây xanh lơ nó sẽ là dây dương. Thì anh em đấu hai cái dây này, dây nào vào cũng được. Đó, bên này màu cam, bên này màu xanh lơ, hoặc dây này màu xanh lơ và màu cam và dây này màu xanh lơ cũng được. Nói chung không vấn đề gì, cứ miễn là đấu vào cái dây cam và dây màu xanh lơ là ok. Khi anh em dừng xe một chỗ thì anh em có thể bật cái công tắc này lên cái là cái đèn hazard nó đã làm việc rồi, là nó sẽ nháy 4 bóng. Đó, mình sẽ giải thích lý do tại sao mà phải dùng con diode này. Khi anh em bật hazard thì điện nó sẽ từ cái dây trắng này qua con diode để nó sang hai cái dây vàng này. Đó, còn khi anh em tắt cái công tắc hazard này đi là cái đèn xi nhan nó sẽ không sáng nữa, 4 bóng xi nhan nó không sáng nữa. Và khi anh em đi trên đường muốn bật xi nhan thì điện nó sẽ không lộn ngược lại từ cái dây vàng về cái dây trắng này nữa. Thì tương tự như thế thì nó sẽ không lộn về cái dây màu vàng bên này nữa. Khi anh em xi nhan bên trái thì nó sẽ không lộn điện sang bên phải, hoặc xi nhan bên phải nó không lộn điện về bên trái, để tránh tình trạng là khi mình xi nhan cả 4 bóng nó sẽ sáng, chứ không phải là mình bật công tắc hazard này 4 bóng nó sẽ sáng. Đó, đây là lý do tại sao mà phải có hai con diode này. Ok, đây là cái cách làm mạch đèn hazard một cách đơn giản nhất. Đó, ở cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách lắp lên xe và đi màu dây. Thì cái màu dây nó cũng rất đơn giản thôi. Ví dụ ở đây thì mình có dây trắng, mình sẽ câu vào cái dây xám trước công tắc xi nhan. Và hai cái dây vàng này mình sẽ vào một dây cam và một dây xanh lơ.
Thế là xong, đơn giản thôi. Anh em chỉ cần bỏ ra khoảng 15k này đến 20k gì đó. Và hai con này thì 1k một con, hai con là 2k. Nó rơi vào tầm chưa đến 25k đâu. Đó, với một chút kiến thức là anh em có thể làm được. Nếu như anh em có máy hàn thì hàn vào như này là cho nó đẹp. Còn không ấy thì khi mình mua cái con mới về nó dài từng này cơ, thì anh em có thể xoắn nó vào, xoắn cái dây đồng này vào cũng được, dây điện này vào cũng được. Nên không cần thiết là phải hàn. Nhưng mà cái này ấy, thì anh em nhất thiết là phải hàn. Còn nếu mà anh em mà mua được cái rắc mà cắm vào đây nữa thì càng tốt. Nó thò đầu dây thì anh em chỉ việc câu dây vào. Còn không thì anh em có thể hàn như này cũng được. Đó. Nếu như anh em không hàn được ấy, thì có thể là ra quán sửa xe máy gần nhà bảo người ta hàn hộ cho, hoặc là ra mấy anh điện tử có khi người ta hàn hộ, người ta phải lấy tiền. Đó, đây là cái mạch Haza là xi nhan nhảy bốn bóng đó. Thì cái mạch này rất là đơn giản, chi phí rất là thấp, anh em có thể tự làm được. Đó, còn nếu như anh em không mua cái công tắc này mà mua cái công tắc như thế này cũng được này. Đó, bấm bấm này. Đó, thì lắp lên xe thì nhìn cũng không đẹp lắm. Anh em có thể mua cái công tắc như thế này này. Thì lắp lên xe ấy, thì nó nhìn nó giống như ở trên xe, nó cũng xịn. Đó. Vâng, đây là cái cách mà làm cái con mạch Haza đơn giản nhất. Đó, chúc anh em thành công. Mình là Kiên Motul. Cảm ơn anh em đã subscribe kênh của mình, đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Đó. À, nhân tiện đây thì mình sẽ chia sẻ với anh em thêm về cái con dơ le ổn định điện này. Ở đây thì mình có rất nhiều này. Đây, con dơ le ổn định điện này. Một số anh em thì có thắc mắc là gọi điện cho mình mà tại sao mà khi em lắp lên xe nó bật công tắc đèn lên ấy, con này nó cứ kêu bè. Mình cũng xin nhấn mạnh với anh em là khi anh em đã lắp cái con ổn định điện này, kể cả là bóng led hay bóng zin theo xe hay bóng xenon, tất cả đều phải đi điện DC là điện bình ắc quy nhá. Còn nếu như anh em vẫn cứ để nguyên như thế mà anh em đấu cái con này vào ấy, những cái xe zin, xe quay chẳng hạn, để ăn điện máy, anh em bật công tắc lên nó kêu bè là đúng thôi, bởi vì nó là điện xoay chiều. Điện xoay chiều thì con dơ le này nó không thể làm việc một cách hiệu quả được. Nó sẽ đóng mở liên tục như này, nó kêu bè. Thì khi anh em mà đấu sang điện một chiều đó, thì con ổn định điện này nó làm việc một cách dứt khoát. Bật công tắc một cái là kêu tạch, một cái là xong. Đấy là nó sẽ đóng mạch. Đó, nên là lưu ý anh em cái cách lắp cái con ổn định điện này. Vâng, xin cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Chúc anh em thành công.